Bộ Công an vừa rút bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền cho người vi phạm nồng độ cồn ở ngưỡng thấp nhất trong dự thảo mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn được giữ nguyên như quy định hiện hành tại Nghị định 100 năm 2019 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123 năm 2021. Cụ thể, đối với người điều khiển ô tô, mức phạt cho vi phạm nồng độ cồn chưa quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở vẫn từ 6 đến 8 triệu đồng kèm theo hình thức trừ 3 điểm giấy phép lái xe. Các mức phạt cao hơn sẽ áp dụng tương ứng với mức vi phạm lớn hơn, với ngưỡng đạt cao nhất là từ 30 đến 40 triệu đồng và trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe máy, vi phạm ở ngưỡng thấp nhất sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và trừ 3 điểm giấy phép lái xe. Các mức phạt tiếp theo sẽ từ 4 đến 5 triệu đồng và 6 đến 8 triệu đồng tương ứng với mức độ vi phạm và trừ điểm giấy phép lái xe. Trước đó, Bộ Công an đã đề xuất giảm mức phạt cho vi phạm nồng độ cồn tối thiểu xuống mức còn 0,8 đến 1 triệu đồng đối với ô tô và 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với xe máy. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị rút lại trong dự thảo mới nhất